Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả bước đầu thực hiện nghị quyết số 33 trên NQCP ngày 11 tháng 3 2022 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Liên quan đến trách nhiệm của địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức các cuộc họp làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án, nhất là các dự án lớn để lắng nghe các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền với tinh thần chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố đã tổ chức 4 phiên họp để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý chung và từng dự án. Về vướng mắc tại các dự án nhà ở thương mại, các sở ngành thành phố Hồ Chí Minh đã phân nhóm thành 6 lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực quy hoạch có 21 dự án, lĩnh vực đất đai có 101 dự án, lĩnh vực đầu tư có 38 dự án, lĩnh vực xây dựng có 20 dự án, lĩnh vực tài chính, thuế có 5 dự án, lĩnh vực giao thông có 3 dự án. Trên cơ sở tổng hợp 189 kiến nghị thuộc 148 dự án, đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở ngành giải quyết được 43 kiến nghị của 39 dự án. Thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý 101 kiến nghị, trong đó 71 kiến nghị về thủ tục đầu tư xây dựng của 48 dự án và 30 kiến nghị về cấp giấy chứng nhận nhà đất của 30 dự án. Đối với nguồn cung nhà ở, theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ quý 4 2022 đến nay, thành phố đã giải quyết cụ thể các dự án đủ điều kiện huy động vốn và mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng có vướng mắc từ việc rà soát thủ tục pháp lý trước đây. Theo đó, đã cho phép huy động vốn đối với 2.989 sản phẩm nhà ở tại dự án chung cư B4 thuộc khu dân cư và công viên Phước Thiện và 712 căn hộ tại chung cư Gia Khang. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chủ trương tháo gỡ theo hướng cho phép chủ đầu tư hai dự án được huy động vốn 50% sản phẩm nhà ở trong thời gian chờ cơ quan nhà nước tính toán nghĩa vụ tài chính phát sinh của dự án. Đó là 1.200 căn hộ tại chung cư A5, A6 thuộc khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng, quận Tân Phú và 280 căn hộ tại chung cư lô Y17 thuộc khu phức hợp Sóng Việt, thành phố Thủ Đức. Trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố đã xem xét cho bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 14.066 căn hộ. Như vậy, tính từ quý 4/2022 đến nay, nguồn cung nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm 19.247 sản phẩm. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành vẫn tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng để tiếp tục được hướng dẫn và tháo gỡ 10 nhóm vướng mắc về nhà ở xã hội, 10 nhóm vướng mắc về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư và 4 nhóm vướng mắc liên quan đến quy hoạch. Báo cáo tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 33 trên NQCP và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản diễn ra mới đây, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, tổ phó tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, cho biết thời gian qua, tổ công tác Bộ Xây dựng đã làm việc trực tiếp với nhiều địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác đã tiếp nhận và chuyển 37 văn bản kiến nghị của doanh nghiệp và người dân đến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo và giải quyết được 67 dự án, tương đương 37,2% so với số lượng 180 dự án ban đầu. Trong đó, có 2 dự án theo hướng dẫn, đôn đốc của tổ công tác, 39 dự án qua rà soát của địa phương. Tại Hà Nội, tổ công tác đã làm việc để giải đáp, hướng dẫn trực tiếp và hướng dẫn bằng văn bản đối với khoảng 20 nội dung kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc của khoảng 712 dự án nhà ở, khu đô thị. Hiện Hà Nội đã chỉ đạo giải quyết được 419 dự án, tương đương 58,8% so với số lượng 712 dự án ban đầu, và đang tiếp tục giải quyết cho 293 dự án. Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 1 tháng 8, 2023, tổ công tác đã nhận được 112 văn bản báo cáo khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân liên quan đến 174 dự án bất động sản. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ công tác Bộ Xây dựng đã xem xét, xử lý 112 văn bản. Tại Đồng Nai, tổ công tác đã làm việc trực tiếp đối với 7 dự án bất động sản lớn, trong đó có các dự án của tập đoàn Novaland, tập đoàn Hưng Thịnh. Qua đó đã giải đáp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Mới đây, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành kết luận thanh tra đối với dự án khu nhà ở và dịch vụ tại khu công nghệ cao do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công nghệ Cao làm chủ đầu tư.
sau hơn một năm kiểm tra rà soát. Bên cạnh chỉ ra những tồn tại, kết luận thanh tra nêu rõ các bên liên quan cần xây dựng quy chế cho thuê nhằm quản lý đúng thành phần, đối tượng cho thuê theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Về tiến độ thực hiện dự án, kết luận thanh tra cho biết dự án chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cần phối hợp với các bên liên quan giải quyết dứt điểm những vướng mắc nêu trên, tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện dự án. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HODEA, những nỗ lực của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần tăng cường niềm tin cho thị trường bất động sản. HODEA kỳ vọng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là thông qua sự phối hợp hoạt động hiệu quả của các tổ công tác chính phủ, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ góp phần giải quyết cho hầu hết các dự án bất động sản đang gặp vướng mắc trên địa bàn thành phố. Bạn thấy quá trình tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản hiện nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng bàn luận và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới của chúng tôi nhé. Các ông lớn bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh đều có dự án và hiện gặp vướng ở nhiều vấn đề. Ví dụ như Novaland kiến nghị thành phố ưu tiên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất D1 và D2 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Và sau khi đấu giá giao dịch chỉ định cho công ty Thế Kỷ 21 với 9 lô đất đã có công trình xây dựng đối với dự án 30,2 ha tại phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức. Về đề xuất này, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Sở nghiên cứu, giải quyết. Bên cạnh đó, Novaland cũng đã kiến nghị đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng tại những dự án phường Thạnh Mỹ Lợi. Đối với chung cư Cô Giang, Novaland kiến nghị chấp nhận miễn tiền sử dụng đất. Ngoài ra, Novaland cũng kiến nghị thẩm định, phê duyệt tiền sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với hàng loạt những dự án Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và Thủ Đức. Tập đoàn Hưng Thịnh kiến nghị cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do những cá nhân của Hưng Thịnh đứng tên sang công ty dự án tại phường Phước Long, thành phố Thủ Đức. Hưng Thịnh cũng đề nghị sớm thẩm định, phê duyệt tiền sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với chung cư tại phường Trường Thọ ở thành phố Thủ Đức, cao ốc chung cư thương mại số 16 Âu Cơ tại quận Tân Phú, dự án khu chung cư ký hiệu B2 thuộc nhà ở, trung tâm thương mại tại Phước Long B ở thành phố Thủ Đức. Gamuda kiến nghị cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ khu A2 thuộc khu đô thị dự án Celadon City ở quận Tân Phú. Công ty Quốc Cường Gia Lai kiến nghị giải quyết cấp hồ sơ giấy chứng nhận cho người dân tại chung cư The Capella. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.